Sáng nay, Quảng Ngãi ghi nhận 143 ca cộng đồng trong tổng số 154 ca mắc mới COVID-19. Cụ thể, 143 ca bệnh cộng đồng. Huyện Bình Sơn có 36 ca cộng đồng, 2 ca ở thôn Long Bình, xã Bình Long, 3 ca ở xã Bình Chương, 6 ca ở xã Bình Trị, 2 ca ở xã Bình Phước, 3 ca ở xã Bình Minh, 2 ca ở thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung, 3 ca ở xã Bình Hải, 2 ca ở xã Bình Hiệp, 2 ca ở thị trấn Châu Ổ, 2 ca ở xã Bình Đông, một ca ở thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh, một ca ở thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, một ca ở thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, một ca ở thôn Châu Me, xã Bình Châu, một ca ở thôn Đông Lũ, xã Bình Thuận, một ca ở thôn Phước Sơn, xã Bình Tân Phú, 2 ca ở xã Bình Mỹ, một ca ở thôn An Quang, xã Bình Thành. Huyện Sơn Tịnh có 29 ca cộng đồng, 19 ca ở xã Tịnh Phong, một ca ở thôn Đông, xã Tịnh Sơn, một ca ở thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa, bốn ca ở xã Tịnh Hà, một ca ở thôn Thọ Đông, xã Tịnh Thọ. 1 ca ở thôn An Bình, xã Tình Bình. Thành phố Quảng Ngãi có 49 ca cộng đồng, 4 ca ở phường Nghĩ Chánh, 8 ca ở phường Trương Quan Trọng, 2 ca ở phường Lê Hồng Phong, 3 ca ở xã Nghĩ Dõng, 3 ca ở xã Tình Đấn Đông, 6 ca ở phường Quảng Phú, 2 ca ở xã Tình Khê, 1 ca ở phường Trần Hưng Đạo, 2 ca ở phường Nghĩ Lộ, 2 ca ở xã Tình Hòa, 1 ca ở thôn Tăng Long, xã Tình Long. 1 ca ở tổ 10 phường Trần Phú, 5 ca ở xã Nghi An, 3 ca ở tổ 6 phường Chánh Lộ, 1 ca ở thôn An Vĩnh xã Tình Kỳ, 1 ca ở thôn 6 xã Nghi Dũng, 1 ca ở thôn Phú Bình xã Tịnh Châu, 2 ca ở xã Tình Thiện, 1 ca ở thôn Thống Nhất xã Tình Ấn Tây. Huyện Tư Nghĩa có 13 ca cộng đồng. 3 ca ở xã Nghi Kỳ, 1 ca ở xã Nghi Hòa, 5 ca ở xã Nghi Trung, 1 ca ở thôn 2 xã Nghi Thắng, 2 ca ở xã Nghi Điền, 1 ca ở xã Nghi Thương thị xã Đức Phổ có một ca cộng đồng, bệnh nhân có nhà ở xã Phổ Cường. Huyện Nghĩa Hành có hai ca cộng đồng, cả hai ca bệnh đều có nhà ở thị trấn Chợ Chùa. Huyện Minh Long có một ca cộng đồng, bệnh nhân ở xã Long Sơn. Huyện Sơn Hà có 6 ca cộng đồng, 2 ca ở thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy, 1 ca ở thôn Lăng Gưng, xã Sơn Cao, 1 ca ở thôn Tà Lương, xã Sơn Bao, 2 ca ở thôn Gia Ri, xã Sơn Trung. Huyện Trà Bông có 6 ca cộng đồng, 2 ca ở xã Trà Tây, 1 ca ở thôn Bắc xã Trà Sơn, 1 ca ở xã Trà Phú, 1 ca ở xã Trà Bùi, 1 ca ở xã Sơn Trà. Ngoài ra còn có 11 ca bệnh đang cách ly tại nhà. Lý kế, tổng số ca mắc COVID-19 đã Quảng Ngãi từ ngày 26 tháng 6 đến nay là 9.174 ca. Tổng số bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 là 6.388 người tổng số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị là 2.752 người, trong số này có 6 ca bệnh nặng.